Ok, hello mọi người, thì lại là Quỳnh đây. Mọi người có thể thấy là mấy ngày hôm nay mưa gió quá trời luôn ý. Đó, trời lúc nào cũng kiểu ướt luôn. Đó, nó cứ mưa phùn á. Nhà thời tiết này thì Quỳnh gọi cho Phước Lộc ăn gì để hôm nay Quỳnh nấu cho Phước Lộc ăn nha mọi người. Ok, bây giờ Quỳnh gọi. Đây, Quỳnh gọi Phước Lộc đây. Alo. Alo Phước Lộc. Sao đây? Phước Lộc ăn gì không? Hôm nay bé Quỳnh mua bé Quỳnh nấu cho. À, đủ tốt thế. Ờ, ăn gì? À, ăn gì nhỉ? Ăn gì cũng được. Ăn gì? Nói luôn. Ăn lẩu đi. Ăn lẩu á? Vừa hôm qua ăn lẩu rồi mà. Nay ăn tiếp. Ok, thế để bé Quỳnh... Ngon là được. Ngon là được. Thế để bé Quỳnh đi chợ mua á. Giờ nó cũng tạnh tạnh rồi, bây giờ bé Quỳnh sẽ đi mua nhá. Ok. A few minutes later. Ok mọi người nhá, thì Quỳnh Quỳnh vừa đi chợ rồi, không có nhà nữa. Bây giờ mình sẽ vào phòng nhập nhá. Cửa không khóa luôn, ok chứ. Đúng là con người gọi là đi chợ cũng không bao giờ khóa cửa. Ôi, các bạn đây. Một con điện thoại iPhone 14 Pro Max. Wow. Đời bây giờ còn dùng iPhone 14 Pro Max nữa. Hôm nay mình sẽ cho mấy quần nhá mọi người. What? Mình sẽ cho vứt cái con iPhone 14 Pro Max này từ tầng 7 xuống dưới á. Thì bạn cùng xem mình nhá. Ôi còn cao bán gì biết cái gì này. Hả? Học trăm hết. Học trăm hết đấy. Mình cho thôi nhá, chứ mình không cũng thật đâu. Ok. Vứt cái lên đường các bạn ạ. Rồi mình sẽ đem đi giấu cái con iPhone này nhá. Bạn xem mình vứt nhá. Rồi có người đi qua các bạn ạ. Mình vứt trúng đầu người ta. Để cho người ta chạy qua đã. Ok hả nhá. Đây á, vứt. Rồi ghê cũ nó anh kia rồi. Người ta rồi sao bạn ạ? Mình vẫn chạy trực tiếp các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi vào nhá. Giờ mình sẽ đi giấu cái iPhone này nhá. Giấu chỗ này thì làm sao mà thấy được. Thấy rồi. Quần sáng màn hình từ tắt màn hình đã. À quên mất các bạn ạ. Bé Quỳnh có khi sẽ gọi nên là mình bắt tắt chế độ wifi luôn. Thông minh lắm. Bạn ơi. Ok nhá. Bây giờ đợi bé Quỳnh về rồi cảm nhận cái cảm giác này nhá. Ok về thôi bạn ơi. Thì ok mọi người nha. Ban nãy thì Quỳnh có đi chợ về không biết một cái điện thoại mất đâu luôn mọi người ạ. À. Bây giờ còn đúng cái điện thoại 13 rồi. Không biết là mình nghi á, ngày trước Phước Lộc chôn mình mấy lần rồi. Mình nghi là Phước Lộc sang nhà mình xong Phước Lộc giấu Phước Lộc chôn á. Để mình thử mời Phước Lộc vào hỏi nhá mọi người. Hợp lý. Đâu rồi, vào đây. Hello. Hello gì, có phải bạn vừa sang nhà mình đúng không? Ai mà biết gì đâu. Bạn đừng có chối. Nhà mắt gì lại đổ thừa cho thằng Phước Lộc này đây. Thế ai bảo là mỗi khi bạn, tại vì bạn chôn mình nhiều quá rồi. Lừa mình nhiều quá rồi. Bây giờ cái gì mình mất rồi mình đổi cho bạn. Sao lạ nhờ. Mình chưa kịp sang nhà bạn ăn nữa. Bạn lại nói thế. Khổ mình rồi. Và nãy bé Quỳnh đi mua đồ ăn các thứ về hết rồi. Mua cái gì cho Phước Lộc ăn với. Nhưng mà về mất điện thoại là không có vui nữa rồi. Ờ kìa, bỏ đâu lại mất điện thoại, hôm mất cái gì nhỉ? Mất cái gì? À, hôm bị mất tiền, mình không nói, hôm nay mất điện thoại là hơi căn ấy. Thôi hơi nhiều tiền ấy. Thôi, toàn. Mất tiền, lấy trộm tiền người khác để nạp Free Fire. Ừ. Ăn đồ. Bây giờ chắc là lấy điện thoại để cắm chắc là Free Fire nó mất. Ờ kìa, sao cậu lại suy nghĩ mình một cái con người xấu xa đấy như vậy? Chứ sao? Mình là con người thật thà, không bao giờ lấy điện thoại ai hết. Thôi đây, lấy thì trả đi, lấy thì khai đi. Mình làm gì biết làm cái người mà giấu điện thoại, lấy điện thoại đâu. Lấy bạn thì... có bằng chứng không? Đây, không có bằng chứng làm gì mà bắt được mình đúng không? Bạn xem lỡ có thằng nào gần phòng lấy thì chả biết. Chẳng có ai dám vào phòng với Quỳnh ạ. Thế bao giờ cái phòng bé Quỳnh toàn đi không khóa cái phòng hay sao ấy? À, thế chứng tỏ là... Có hẳn. Chứng tỏ là gì? Cái quần toàn đi không phát cửa phòng. À, được một mạng. KS. KS đâu mà KS, người ta bắn vào đầu thế KS. KS. Cái quần toàn đi không khóa cửa phòng ấy, chả mắt.
Không khóa gần ai mà người ta biết. Có ai trước giờ ở nhà không khóa thì có ai dám vào đâu. Với Quỳnh, chó với Quỳnh có người vào sao? Chả ai vào à. Xem kỹ lại đi, có bỏ quên chỗ nào không? Hay là đi chợ, bỏ quên điện thoại hay là chạy rơi điện thoại rồi đấy. Không mang điện thoại đâu, bé Quỳnh cầm tiền mà. Hôm bữa vừa về quê đổi tiền mẹ xong, cầm mấy triệu đi. Ôi ôi, giàu thế, cầm tận mấy triệu. Thì mẹ đổi, mẹ cho, mẹ đưa cho. Mấy triệu còn hơi ít đấy. Xem kỹ để xem có bỏ đâu nhầm hay quên đâu không. Bảo không, cứ bảo là để gối mà, để giường mà, vẫn nhớ in luôn. Thế rồi mất rồi, thôi chứ biết sao rồi. Mất thôi ấy, điện thoại đấy hồi bữa, bữa mua 4 mấy triệu đấy bạn à. À đủ giàu thế. Giàu quên nhịt, cả gia tài của tôi đấy. Tôi cố gắng tôi làm việc chăm chỉ đến kiếm số tiền để mua điện thoại đấy để... Mới mắc rồi sao không đi kiếm đi chứ kiếm Phước Lộc làm gì. Chỉ Phước Lộc biết thôi. Phước Lộc giấu. Phước Lộc qua kiếm phụ nha. Thôi đi. Xem coi có ai lấy không. Kiếm hết rồi. Bây giờ chỉ cần bạn nói là bạn để đâu thôi. Ờ, mình có lấy đâu mà để. Thôi. Bạn hơi sai rồi đấy. Sai cái nịt. Bạn có bằng chứng không mà bảo mình lấy. Có. Có đâu. Bằng chứng là mọi khi hay sang, chỉ Phước Lộc sang thôi. Cái bằng chứng nó hơi sai đây nha. Mỗi khi Phước Lộc sang thì Phước Lộc có làm mất gì đâu. Mất gì đâu, ăn trộm tiền rồi. Ăn bao nhiêu đồ ăn người khác, ăn như một con lợn. Ăn hết đồ ăn người khác, xong bắt đầu bày ra. Trời ơi con trai. Ai dọn, Phước Lộc dọn cho ai? Đừng điêu. Ăn xong phải dọn cho ok rồi còn nếu, gì. Nếu mà Phước Lộc dọn thì với Quỳnh không thèm nói đâu. Nhưng mà Phước Lộc có dọn đâu, Phước Lộc bày luôn điêu, đấy. Điêu, Phước Lộc dọn hết. Lần sau nhá, đừng có sang rồi tự tiện các thứ nhá, đuổi luôn. Nói nhiều. Nhưng mà đi kiếm đi chứ. Mà đi thì kiếm làm gì? Rồi, kiếm rồi mà. Kiếm rồi, có rồi chưa? Kiếm rồi không có nhưng mới bảo Phước Lộc ấy. Phước Lộc cũng có biết đâu. Phước Lộc biết. Không biết. Mình cái ta là nhà tiên tri. Tiên tri cái gì? Tiên tri tôi biết được ai là người lấy điện thoại ta. Ai thế ai? Là ngươi. Có lấy đâu? Chính là ngươi. Bằng chứng đâu nôn ra. Bằng chứng à? Thế thì xem lại camera. Vừa mình mới lắp cam. Mình vừa mới lắp cam trên mala. Nhập camera. 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 Đó. Ở góc đấy. Phước Lộc đi sang Phước Lộc không thấy à? À đủ. Có nữa hả? Ừ. Thế mà mỗi tội là phải bật xếp lại hơi tí nữa. Xong trận thôi để bé Quỳnh ra. Bé Quỳnh bật lại cam xem có ai vào á. Không cần xem đâu. Điện thoại của cậu mình vứt cũ xuống rồi. Vứt từ tầng 7 xuống rồi. Cái gì? Vứt từ tầng 7 xuống rồi. Bước từ tầng 7 xuống dưới rồi. Sao lại vứt điện thoại mình từ tầng 7 xuống được ngay, đừng có đùa nha. Mình drop test đấy cậu. Mình drop test iPhone 14 Pro Max ấy, xem nó có bền không ấy. Ê cũng như vậy, để tao. Đâu. Chạy đi đâu, headshot. Hình một thằng nữa này. Ui. Thôi quá, mèo chết. Chết chưa. Mình vừa drop test iPhone của cậu từ tầng 7 xuống rồi. Chắc cũng phải vỡ mấy cái màn hình ấy. Ui có hành này. Này giống rồi. Từ từ để xử lý cái thằng này đã. Nhưng mà giờ hồi đã iPhone 15 rồi còn xài iPhone 14. Cùi thế. Không phải mà mình test iPhone 15 thì chả bao giờ vỡ như thế đâu. Mình có chụp lại tấm hình cuối cùng về con iPhone 14 cho cậu ấy. Cậu có xem không? Mày đây này. Ôi, cu. Chờ. Cu đi mà. Trời, lốt đồ quá. Cái gì cũng phải từ từ. Cu đi, sắp đai rồi. Cho đai luôn. À mà vứt thật á. Vừa vứt xuống rồi. Đừng có điêu. Phước Lộc vứt từ tầng 7 xuống tầng 1 rồi chả biết nó nằm tan nát ở đâu rồi. Còn cái ớt lưng với cái thứ vỡ hết camera rồi. Bị ngu à? Sao từ cái này vứt? Thì test mà.
Test cái gì? Test đầu bền iPhone 14 Pro Max vừa xem trên top top ấy. Xong rồi ra làm test thử. Xem TikTok nhiều quá bị ảo à? Đâu, vừa test thôi. Chắc không sao đâu, chắc cũng vẫn còn dùng được. Đi sửa chứ vẫn còn dùng được đấy. Thôi, học điện thoại đấy rồi thì mua điện thoại mới thôi, chứ biết làm sao giờ. Lỡ dạy một lần rồi. Nói chuyện kiểu vô duyên nhỉ. Vào phòng lục lợi đồ người khác, lấy đồ người khác phá. Biết gì lỡ hả nó rơi nó hỏng rồi. Xin lỗi mà. Cút đi, cút cút. Hết cứu luôn ạ. Con xin vào làm gì? Xin lỗi đi mà. Xin lỗi đi mà, what? Xin lỗi mà, nhầm. Mệt mỏi thật sự ấy. Có cái gì? Bây giờ làm gì? Con quà cho mẹ. Quà gì? Bất điện thoại rồi, điện thoại đây. Cho điện thoại mới luôn. Đây vào đây, anh cho điện thoại mới luôn. Ghê ta, điện thoại mới gì? Này hết điện thoại này không? Không thể làm, điện thoại xuống mù quá. Đây, xem nhé. Đây, cho hẳn con điện thoại mới luôn. Nani? Điện thoại này điện thoại mua mấy chục nghìn đúng không? Để giá đúng không? Đây, còn tem mà chưa bóc này. Đây, còn mới luôn. Đây, cho hẳn hai cái luôn, một cái gì? Đây, sếp, mua đôi luôn. Đúng không? Thì mua đôi cho này. Này này. Ken đấy, wow. Nghe chưa? Tiền ở đâu mà mua nhiều ấy? Tiền phút lọc chứ đâu. Thật đâu? Thật. Cười cái gì? Thế cái điện thoại 14 đâu? 14 vứt rồi còn đâu? Cần cái dùng nữa. Mình ghi cái điện thoại này. Chun mua kiểu gì mà hai cái. Có xem tin nhắn chưa? Nhắn gì? Tin nhắn gì? Tin nhắn gì? Tin nhắn trong điện thoại ấy. Có nãy giờ không có chun thông báo à? À quên mất bức cái điện thoại 14 rồi còn đâu nữa nghe tin nhắn. Tin nhắn nhắn cho điện thoại ấy. Mình nghĩ là cái điện thoại này là cái điện thoại mà mua mấy chục nghìn ấy không trôn á. Mình hay xem. Mình hay xem kiểu trôn á. Quà wow, này nhiều quá wow. Nhưng mà từ mọi người ơi, cái này giống thật phết. Này, này có bill thanh toán này. Đâu? Thanh toán này, tên này. Đâu rồi nhờ? Trần Thí Quỳnh thì sao ấy? Để kiểm tra tài khoản, số tài khoản. Không biết gì đâu nha. Vãi cả trưởng, trừ 90 triệu. Mày cái gì? Để mua điện thoại mới cho mình gì? Mày sao mày lấy điện thoại tao? Ai lấy điện thoại đâu? Hay cái... Sao mày lấy tiền của tao để mua điện thoại này? Hay cái thẻ ATM của ai? Để đấy, đi quẹt thử xem được bao nhiêu. Phát hết tiền rồi. Tôi sẽ cho mọi người xem. Đây, tôi không nói sai. Đây là điện thoại 13 của Quỳnh. Đây là điện thoại 13 nhá. Mọi người nhìn thấy không? Thấy trừ 90 triệu của mình không? Gì? Cút ra khỏi nhà. Cút. Để lại. Xin một cái nhá. Để lại hên. Đi ra ngoài. Nhưng nhang vớ vẩn. Xin cái đi. Không dùng hết đâu. Thôi đi vào đây. Cui điện thoại đi. Lần sau mình có làm trò như thế. Phước Lộc biết là mình chuẩn bị mua iPhone 14 rồi, lấy cái tiền của mình mua hiện tại mình vô nhầm iPhone 15. Bé Quỳnh nói chuyện Phước Lộc là tính mua 15. Ông Phước Lộc mua trước luôn, Phước Lộc lấy tiền mình, Phước Lộc mua trước luôn. Thôi rồi mọi người, không sao. Lần này Phước Lộc lấy tiền của mình, lần sau mình lấy lại, sửa lại đơn giản. Ok, lấy được không? Chưa. Cui điện thoại. Nhá, yeah, mình sẽ cui iPhone 15 nhá. Này cui cho bé Quỳnh nha. Cui của Phước Lộc, ngồi thẳng xuống. Cui trong tội thế. Em quen như... Cui như nào nhỉ? Đấy, xem đấy. Lần đầu cui iPhone không cảm. Thơm nhỉ?
Đây nữa đây, siêu này. Tiền ai nhỉ? Tiền ai không biết này. Tiền ai nhỉ? Banh cả 90 triệu sang tài khoản Nguyễn Phúc Lộc luôn ạ. Cái gì luôn. Quê phone này khó khăn thế nhỉ? Nào, phải cắt hai cái mắt bên này chứ, ở đây. Vậy lần đầu khuê phone trời. Non gì đâu ấy. Mình để mình cắt hai cái mắt nha. Cắt bằng ngón tay cho nó lẻ các bạn ơi. Kia có cái dao kìa, nhìn thấy cái dao không? Thấy rồi. Đứt một mắt rồi. Còn một mắt nữa thôi. No professional. Thiếu chuyên nghiệp. Đây rồi. Bắt đầu gơi nhá. Một con. Đấy. Ok chưa? Nhìn, sao nhẹ thế nhở? Thì ta phải tránh nhẹ. Tiền mình phải tránh nhẹ. Hello. Đấy. Không phải lên buồn CH Play đâu nhé. Cố gắng làm trả nợ nhé. 40 triệu đấy. À không, 45 triệu. Hello này. Hello. Lắng nghe ta nói 45 triệu nha. Làm mà trả nợ đi. Cho mà. Ăn gì? Ăn trộm tiền người khác. Mày muốn đâu? Lôi ra đây. Nhanh. Muốn nào? 14 đâu? Vứt rồi. Mấy cái nịt biết là trôn rồi. Không phải làm trò đấy. Còn đây là cái con điện thoại của mình nha mọi người. Dễ nhỉ? Thật. Vứt rồi. Cái điện thoại đấy cũng nhiều công việc đăng edit tở clip phim cho mấy bạn xem ạ. Thì vứt rồi, siêu đi xuống nhập. Đây nha mọi người, đây điện thoại của mình nha. Đến 1 đến 3. 1 2 Được kiểu gì vứt rồi. 3 Siêu đem lên. Ok. Ôi, sao nhiều cái gục gà đấy. Điện thoại mới khóa rồi đúng không các bạn ạ? Thôi rồi mọi người, clip mình đây là hết rồi nha. Để mình tắt like, mình xử đẹp cái thằng này ấy. Láo rồi. Càng ngày càng láo này. Hai cái bill này. Đây nhá, nóm lại là cái tiền này là cái tiền của mình thanh toán nhá mọi người. Là Phước Lộc lấy cái điện thoại mình banh tiền sang. Xong rồi đi thanh toán. Như thật luôn, như của mình luôn. Mình thanh toán mà. Mọi người yên tâm là Phước Lộc Phước Lộc không ăn được của mình đâu. Mình không ăn, không bao giờ ăn được của mình. Cứ đợi mình xem. Mọi người xem clip tiếp theo mình xử lý Phước Lộc. Chào mọi người đây. Chào mọi người. Hẹn mọi người clip tiếp theo. Tiếp theo gì? À không, mà hẹn mọi người clip sau. Clip sau là clip game ấy.